Dạ, trước mặt anh chị ở trên đó là cầu Tân Thuận 1 đó. Đó, đây là cái góc đường giao nhau giữa Quỳnh Tấn Phát rồi Trần Xuân Soạn. Mình đi thẳng qua bên kia là cái chợ đó, anh chị, chợ Tự Phát ha. Mà cái chợ đó cũng lâu đời đó. Cặp cái chợ đó mé bên tay trái là cái cống chống ngập của Tân Thuận, nói chung là của thành phố Hồ Chí Minh anh chị, một trong 6 cái cống chống ngập của toàn thành phố, xây dựng cũng lâu lắm rồi. Đường Trần Xuân Soạn ngay cái góc đường đầu video đó. Bây giờ là nắng 40 độ C đi chăng nữa mà thủy triều nó lên rồi vẫn ngập đó anh chị. Còn đây là cái đường rẽ phải thì đi qua bên quận 4 lên cầu Tân Thuận khi nãy. Bây giờ là cũng 9:30 rồi, em mời cô chú anh chị cùng em mình đi cập nhật lại đường Huỳnh Tấn Phát ha anh chị. Việc kinh doanh ngay chỗ từ đoạn đường giao nhau giữa Trần Xuân Soạn cho tới cầu Phú Mỹ. Tại vì cái đoạn đường này người ta kinh doanh nhiều do có cô bác anh chị mình làm trong khu chế xuất đó. Và đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, cũng như là bình an trong cuộc sống, một ngày mới tràn đầy năng lượng anh chị. Đi một đoạn thôi mà em thấy là quá trời những cái cửa hàng, gian hàng người ta đóng cửa. Bên kia có một cái nhà cũ bỏ hoang, người ta đang sơn sửa lại gì kìa. Nhìn nó xuống cấp ghê lắm vậy. Gạch đá rồi nó bung, có nhiều chỗ người ta cái tường đó, cái cây cột đó người ta phải hàn thêm bằng những cái cọng sắt để gia cố nó lại đó. Thấy ghê quá, ở gần cái mé ở trên đó chị, ngay chỗ cái bụi cỏ lẫm cỏ đó, là nguyên cái vàng đó người ta gia cố thêm bằng mấy cái cọng sắt. Đường quanh quá trời mà không biết sao chạy ngược chiều không. Mới nãy con chị chạy ngược chiều, giờ lại thêm một chị nữa. Quanh đầu lại qua bên kia ta đi đi cho nó thoải mái. Tiệm sửa xe nay thứ 6, tiệm sửa xe cũng nghỉ nữa. Ngồi tung mé, người ta cầm điện thoại, người ta nhào ra thấy ghê không. Cho thuê mặt bằng anh chị thấy không? Trời, cho thuê mặt bằng có chiếc xe du lịch bán tải đậu nè. Ngày trước cái chỗ cái cửa hàng đó đó, cái nhà đó đó, rác người ta dục ba cái quần áo rồi niệm đồ anh chị. Tại vì bỏ không mà ta dục quá trời luôn. Và mới vừa qua là cái ngã ba Tử Thần của Huỳnh Tấn Phát, bên kia người ta cho thuê kho nữa kìa. Đó là cho thuê kho bãi nữa kìa, nguyên cái dọc này luôn á, kho 18 tên này. Ở Sài Gòn nó có cái điểm ngộ là khi mà anh chị mình mà thấy cái bãi đất trống nào bắt đầu là đem rác lại dục đó. Mùng mền chiếu gói niệm rồi đem gom rồi đó, dục anh chị, rác rến rồi cứ lại đó quăng thôi, nó ngộ thiệt đó. Thì theo em biết đó, mình dục rác hàng ngày, rác sinh hoạt hàng ngày của mình ví dụ như là một tháng 30.000 đi, nhưng mà có thêm một cái niệm gì đó là phải cho tiền thêm mấy người người ta đi đi dục rác á. Đó, rồi cái nhà mình lại tiết kiệm. Đó, người ta không có cho tiền thêm. Cứ người ta kiếm những cái chỗ trống người ta dục.
rẽ phải là đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ trái là nhiều khu Di Sức, Tân Thuận, cổng Hải Quan. Đường này container nó chạy quá trời luôn. Hồi trước ở đây có cái chợ nữa nè anh chị, nay dẹp luôn á, còn bán ít lại rồi, bán ở mé trong á. Hồi trước là bán tràn ra mé ngoài này luôn nè, đường Quỳnh Tấn Phát đó. Đồng hồ Thế Giới Di Động, Thế Giới Di Động thì xích lên bên kia có một cái bị dẹp rồi, mới vừa qua thì gần 10.000 công nhân của Thế Giới Di Động sa thải anh chị, giảm biên chế, cắt giảm chi tiêu nhân sự, trả mặt bằng nè, trời ơi, trả mặt bằng treo 50% toàn bộ cái cửa hàng kế bên là đã cho thuê mặt bằng. Sơn sửa và ở đây là phường Tân Thuận Tây, mé bên tay phải anh chị, bên tay trái là Tân Thuận Đông. Cái đó là cái cửa hàng cho thuê đó, là hồi trước là bán túi sách hàng hiệu. Đường Bùi Văn Ba hả anh chị, phiên chợ giá rẻ. Anh chị mình cuối tuần hay đi mua sắm ở đó, còn hàng ngày thì mua đồ ăn ở đó, cuối tuần đông lắm. Nhà cửa gì cũng cho thuê tùm lum, cho thuê hai lầu đồ gì luôn nè. Qua rồi nhìn hai bên đường nó bị lướt qua hả anh chị, giờ là cũng gần 10 giờ rồi chứ có ít đâu. Hàng quán anh chị thấy người ta dẹp quá trời á. Gần đây có tiệm vàng nữa, nhiều cái tiệm vàng người ta đóng cửa, trả mặt bằng của nhà thì tạm thời đóng cửa. Giờ người ta siết chặt lại những cái vàng anh chị, truy nguồn gốc về vàng. Cho thuê nhà luôn kìa, giảm toàn bộ, trời ơi. Nguyên cái cửa hàng đang bán nhưng giờ là cho treo bảng cho thuê luôn rồi, giảm toàn bộ luôn rồi. Ở đây trước là cái quán gì đó, quán nhậu đó. Cách một tuần mình đi anh chị là nó có sự thay đổi, nhưng mà cái cửa hàng người ta thuê nó ít hơn là cái số lượng mà người ta treo cái bảng cho thuê, người ta trả mặt bằng. Như bên kia có một cái cửa hàng người ta cũng đóng cửa rồi, Sude Wedding gì đó, là đồ cưới, chụp hình cưới đâu anh chị. Ký đặc biệt ngon giòn gì kìa, cũng đóng cửa hết hồn đó. Cái quần áo ở đây nè, hồi trước là bán quần áo, hàng bán đúng giá gì đây. Người ta bán đồ sổ anh chị, mấy ngày bán đêm luôn á, nay sao không thấy bán nữa.
giờ trưa rồi. Mấy bạn này đi học về luôn nè. Dạ trường Bình Tấn Phát hả anh chị? Cặp bên kia là đường Nguyễn Hữu Cảnh, trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh. Nay trời, mấy bữa nay trời nó cứ ui ui anh chị, nó không mưa, không có mưa. Bầu trời cứ ui ui, mấy bạn nhỏ đó bây giờ là cũng đi thấy đi học về đó mà không biết thi hay là thi cuối kỳ hay là đi học về hết anh chị. Trời bên kia nữa kìa, MC Quyền Linh, cái này là xe điện thông minh cho mọi nhà này, MC Quyền Linh. Cái cửa, đúng rồi, cái cửa hàng xe điện đó là mới mở luôn đó anh chị, đã góp 0% cho thuê mặt bằng nữa kìa. Kế bên có gì là chi nhánh 4 gì nữa kìa đó, người ta đóng cửa luôn á. Chắc là cái giá mặt bằng thuê cao đó, rồi bán không được. Nội mà đầu tư sang sửa là cái cửa hàng như vậy tốn biết bao nhiêu tiền của nó. Chiếc xe du lịch này sao kỳ thế. Vô không vô chạy kỳ vậy. Bên này là bò tơ gì ngày xưa quán ăn đó, giờ đóng cửa nè, để một tiền trước bán trái cây. Bên kia đường có cái trụ sạc điện đó, giờ người ta dành cho xe điện luôn, có cái trụ sạc bằng điện đó. Có một trụ hai trụ hay chỗ cái cây hạ thế của tụ điện mấy bên tay trái đó thì sát mấy tường nó có một trụ nữa ha. Ion gác, những cái hãng xe này mới đó. Em đưa cái camera qua mé bên trái anh chị để mình có cái nhìn nó tổng quan hơn á, nó dễ nhìn hơn. Mé bên phải nhiều khi em chạy xe cộ em lướt nhanh mình khó nhìn. Cập nhật là những cái con đường của Quỳnh Tấn Phát, cái đoạn mà náo nhiệt, buôn bán kinh doanh nhiều. Trước mặt là rẽ trái là đường Nguyễn Quang Vy, rẽ phải thì mình đi Nguyễn Thị Thập, sẽ thẳng hoài khu tới khu Him Lam hết anh chị. Còn Quỳnh Tấn Phát này mình sẽ thẳng hoài tới cầu Phú Xuân, đi nữa tới phà Bình Khánh, đi Cần Giờ, một huyện đảo của thành phố Hồ Chí Minh. Giờ này là anh chị thấy xe lớn quá trời luôn không? Xe container, xe bồn, xe tải lớn chuẩn bị lên nữa nè. Những cái dòng xe Honda chạy chung với chiếc xe đó cũng sợ ha. Rồi bên kia đóng cửa. Quanh đi quẩn lại thì cập nhật đường phố. Cập nhật những cái con đường, những cái con phố của Sài Gòn. Đặc biệt là cái kinh doanh đó anh chị, những cái mặt bằng, mặt tiền. Đôi lúc kinh doanh này thậm chí là đại gia cũng phải bỏ chạy. Khó khăn quá, đâu có trụ nổi. Giờ xe Honda
có nhiều cái chỗ mà xe Honda đậu cũng không có chỗ đậu nữa, có những cái cửa hàng người ta kinh doanh đó sát với cái mặt đường. Không sớm cũng muộn cũng phải dọn đó. Có một cái cửa hàng camera như này bên tay phải em mới vừa qua đó, cũng trả mặt bằng. Đường Quỳnh Tấn Phát này thì dài lắm chị, nếu mà đi chia sẻ gì cả tiếng đồng hồ luôn cũng chưa hết cái con đường, nếu chạy không thì không tới á. Chạy một đoạn nữa trước mặt là ngã tư giữa Quỳnh Tấn Phát với đường Phú Thuận, rẽ phải thì mình đi cầu Phú Thuận vào Phú Mỹ Hưng, rẽ trái thì mình đi vào đường Đào Trí á anh chị. Đào Trí con đường Triệu Đô á, Triệu Đô là đó là cái dự án, những cái dự án treo người ta chưa có thi công, chứ không phải là con đường đó nó cẩn học sòn kim cương gì đâu. Dạ rồi, bây giờ em chia sẻ một đoạn ngắn của đường Huỳnh Tấn Phát đến đây là cũng xin kết thúc ha anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ. Một lần nữa xin chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống. Dạ, em hẹn cô chú anh chị mình vào cái video tiếp theo. Em chào anh chị.